sai lầm của 8 chiêu mới khi lên đại học. Còn một. Thứ nhất, lên đại học nhàn lắm. Thật ra deadline dưới muốn tụt luôn. Thứ hai, học phí 4 năm sẽ giữ nguyên, nhưng thật ra chỉ áp dụng với hệ chất lượng cao, còn đại trà thì no no no. Thứ ba, làm team work rất là vui, nhưng thật ra ta work còng lưng. Thứ tư, cứ nghĩ ở trọ gần trường thì sẽ đi học sớm, nhưng thật ra vô tiết rồi mới có mặt ở sân trường. Thứ năm, quyết tâm săn học bổng. Săn thì được, nhưng rất dễ bỏng tay vì tỷ lệ on top rất thấp. Sai lầm của 8 chiếu mới khi lên đại học phần 2. Thứ nhất, thi đề mở điểm cao, nhưng mở ở đâu thì trường không chỉ. Thứ hai, chăm chỉ học bài, nhưng thực ra gần thi mới học, nhưng có học cũng không qua. Thứ ba, đăng ký nhiều môn để nhanh ra trường, nhưng thật ra yêu thầy mến bạn nên ở lại học vài tháng hoặc vài năm. Thứ tư, điểm F là điểm cao nhất để thu được học bổng, nhưng thật ra gia đình cấp chứ không phải trường cấp. Năm, lên đại học được phép người yêu, nhưng thật ra ra trường rồi vẫn không ai hốt. Hãy nhấn subscribe, nhấn nút đăng ký ở phía dưới để xem thêm nhiều video hay và bổ ích đến từ Kỷ Sài Gòn nhé.